Xin chào mọi người. Đây là loại bản cắt dày 4 ly rưỡi. Đây mình đang kẹp kích thước vô cho các bạn xem nè. Cái độ dày của nó là 4 ly 6, nhưng mà trong ngành người ta gọi là 4 ly rưỡi đó các bạn. Thì nó xê xích một xíu. Mình đang kẹp cho các bạn coi nè. Thì thường thường là anh em hay xài loại 3 ly. À, 3 ly nó mỏng nè. Nhưng mà cái bảng này là dày hơn. Đây, cái bảng 4 ly rưỡi nó nằm bên đây này các bạn. Còn cái 3 ly nè. Nói chung 3 ly là xài được rồi các bạn. Nhưng mà anh em nào mà thích dày cứng cáp á thì anh em xài 4 ly rưỡi. Bảng này xài bao giờ mới hư được các bạn. Nó dày chắc chắn. Thì cái file với đường cắt nó cũng y chang à. Nhưng mà cái độ dày thì nó sẽ dày hơn xíu. Dành cho anh em nào thích 4 ly rưỡi. Thì cái giá của nó sẽ cao hơn xíu. Nhưng bù lại là nó cứng cáp chắc chắn. Còn nhiều người người ta thấy 3 ly nó hơi mỏng, thì cái này là do sở thích mỗi người nha các bạn. Thường thì 3 ly là ok rồi, nhưng anh em thích dày thì sẽ chơi lại 4 ly rưỡi. Anh em nào cần thì cứ liên hệ số điện thoại này của mình này, mình làm cho. Anh em thích vạch số chẵn số lẻ gì đó trên đây nè, có đủ hết nha các bạn. Anh em nào mua bảng thì mình sẽ tặng cho cái thước này nè. Cái này là để xẻ thun từ cuộn ra đoạn. Một cuộn thun nó dài 2 mét. Thì chúng ta muốn cắt 17, 18, 19, 20, 25 gì đó thì chúng ta dùng cái thước này, chúng ta xẻ ra đoạn trước nè cho nó dễ. Xọc cái dao vô đây, kéo theo cái đường giữa này, dao nó không có bị chạy. Này là mica xịn nha các bạn, mình làm là mica xịn không mà, chứ mình không có chơi loại mica thường. Là 3 ly. 3 ly bên mình làm là 3 ly đúng nha các bạn, chứ không phải 3 ly thiếu đâu. Còn cái dày là loại 4 ly rưỡi. Anh em thích 3 ly thì xài 3 ly. Còn anh em nào thích 4 ly rưỡi nó cứng thì xài 4 ly rưỡi. Cái đó tùy anh em thôi. 4 ly rưỡi thì giá nó cao hơn xíu. Rồi, xin chào anh em nha.